Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 99. Tiền tài như đất. Sau khi thuyền cập bến, hòa thượng đến chùa Bảo Thông, Hồ Bắc tá túc một đêm. Bởi khi chia tay, các người trên tàu cúng hơn 700.000 tiền Pháp nên ngài đến Khúc Giang chuẩn bị mua vé xe lửa đi về hướng Nam. Hòa thượng kể: sau khi xuống tàu, tôi ở một đêm tại Hồ Bắc. Chùa đó tên gì tôi quên rồi. Ở đó không có giường, phải ngủ dưới đất. Ngày hôm sau, tôi tới nhà ga đi xe lửa về Quảng Đông. Tôi gặp một ông thầy ở trạm xe lửa. Vị thầy này tên gì? Là Chu Ích. Tôi vẫn còn nhớ thầy là người ở Hồ Bắc. Tôi hỏi thầy: thầy đi đâu vậy? Tôi đi Quảng Châu. Tôi nói: thầy đến Quảng Châu để làm gì? Tôi đi gặp Hư Lão. Mọi người đều xưng Lão Hòa Thượng Hư Dân là Hư Lão. Tôi nói: thầy có tiền mua vé xe không? Thầy nói: không có. Thầy tưởng tôi muốn quyên tiền của thầy để mua vé xe. Tôi nói: thầy không có tiền, vậy thầy tới đây để làm gì? Thầy không có tiền nhưng tôi có. Tôi mua vé cho thầy được không? Thầy ta trố mắt nhìn tôi: thiệt hả? Tôi nói: thiệt mà, để tôi mua vé xe cho thầy nha. Xong tôi mua 2 vé xe lửa tốn khoảng 400.000. Người bạn xuất gia này rất thích ăn uống. Hễ mỗi lần xe ngừng tới trạm nào là thầy ấy đều xuống mua thức ăn. Người bán món ăn gì tới, thầy không có tiền đều xin tiền của tôi mua và xài hết 200.000 để mua thức ăn và đồ vật khác. Lúc đó tôi còn lại 150.000. Chúng tôi xuống xe ở Mã Bá, nơi đó có bán cháo. Thầy ta lại đói bụng nói: tôi muốn húp cháo, thầy mua cho tôi một tô cháo được không? Tôi nói: được được. Tôi liền móc ra 150.000 còn dư lại đưa hết cho thầy ấy, nói: thầy muốn mua cứ mua, tôi chỉ còn có bao nhiêu tiền thôi. Thầy ta trả tiền mua cháo khoảng 10-20.000 đồng mà vẫn còn tiền đến chùa Nam Hoa. Thế là tôi đến chùa Nam Hoa, và có hơn nửa năm ngay cả tiền gửi thơ tôi cũng không có. Tôi nghèo đến độ không thể nào nghèo thêm hơn nữa. Nhưng tôi không phan duyên với cư sĩ, không nói với cư sĩ rằng ngay cả tiền gửi thơ tôi cũng không có. Ông nên tông chỉ nghèo chết không cầu duyên là có lai lịch của nó. Bởi tôi không muốn có tiền nên người xuất gia này từ đó tới giờ không có duyên gì với tiền. Dù tiền có chạy ra khỏi túi của tôi đi nữa, tôi cũng không muốn nó trở vào lại. Ngay cả túi đựng tiền tôi cũng không cần. Ha ha ha, 问什么的说